Mì lạnh đêm khuya mọi người đã từng ăn thử qua chưa? Chàng ơi, ta nói 9-10 giờ đêm rồi mà cái bụng của tôi nó cứ kêu ọt ọt ọt. Giờ này mà ở trong nhà nấu là tới công viện với mẹ tôi luôn. Thấy vậy tôi mới chui ra ngoài cái căn biệt thự mini của tôi nè. Ta nói đang mùa gió bắc mà ở trong cái căn nhà lá này là ấm áp vô cùng. Thôi tôi đang đói bụng mà, bây giờ là tôi nấu mì ăn nha. Đang trời lạnh mà làm cái món mì lạnh ăn nữa là ngon như cái nách luôn. Rồi thì tôi nấu 2 giấc mì trộn nha. Nấu cho nó nở ra xong rồi tôi gấp ra tôi bỏ vô cái thau nước đá. Rồi để đó đi cho nó lạnh con mì của mình từ từ nha. Xay qua tôi mới đi chiên topping. Topping xúc xích kiểu nở hoa. Người ta là xúc xích nở hoa mà bữa hổm tôi kêu là con mực đó. Còn mấy cây kia thì hình dạng con gì tôi cũng không biết luôn. Nói chung là cái cây xúc xích chiên đó. Còn gọi cái tên nào khác nữa không thì tôi không có biết nha. Chiên cho mấy cây xúc xích nó vàng xong rồi tôi mới gấp mấy cọng mì lạnh ra ngoài cái dĩa. Rồi mới cho 2 cái bịch nước sốt của mì vô nè. Cái này là mì trộn á cho nên là nước sốt có sẵn nha. Mình đổ vô xong rồi mình trộn lên là ăn đó. Còn tôi là ngựa học theo trên mạng làm mà món mì lạnh đồ ăn cho nó lạnh lạnh, nó đã. Mì lạnh tôi trộn xong rồi tôi mới trưng bày mấy cây xúc xích lên. Ngựa cái trưng bày là thêm 4 cục nước đá vô nữa. Quá trời đói bụng luôn à, nhìn thấy thèm ghê luôn á. Rồi bây giờ tôi mời tất cả mọi người ăn cùng với tôi luôn nha. Ta nói lần đầu tiên làm mì lạnh ăn thử. Tuy là không có để mì lên trên cục nước đá ăn mà thấy nó cũng lạnh nữa. Cắn vô miếng nào là lạnh miếng đó luôn. Nói chung là cái món mì lạnh ăn cực kỳ ngon luôn nha. Cộng mì mình ăn vào nó lạnh lạnh dai dai. Với lại nó siêu cay cay nữa. Cộng thêm ăn cùng với mấy cây xúc xích. Ta nói ăn nó ngon nhất cái nách luôn á nha. Lặn lội đi bắt con tép đồng siêu to. Đem lên làm sốt thái ăn dằn mặt bà Sáu. Bữa nay là mẹ không có mua đồ tắm bổ cho con nữa rồi. Con tự đi xuống hầm ông chú Út để bắt ốc ăn nè bà Sáu. Hầm của nhà của ông chú Út con cái gì cũng có hết trơn á. Cái bà nói hầm của ông chú Út mày có gì là có gì. Bà Sáu không có tin con phải không? Bữa nay con bắt con tép đồng siêu to cho bà Sáu coi nè. Đây nè, bất ngờ cho bà Sáu. Đây là con tép đồng siêu to, nó sống với hầm của ông chú Út con đó. Mày dấn mặt với tao hay nhọn, mày tưởng tao ngu hả? Con này là con tôm hùm bông nè chứ con tép đồng gì? Mày xạo xạo với tao hả? Đâu có, con này là con tép đồng mà. Thì tôi mới bắt được con tép đồng này mọi người, đem lên tôi chài rửa cho nó sạch nha. Rồi cái tôi mới bỏ một tí xả, tí lá chanh vô cái nồi. Xong rồi tôi bỏ con tép đồng vô tôi hấp nha. Tôi vừa pha chén nước sốt xong thì con tép đồng cũng đã chín luôn. Rồi tôi mới lột cái vỏ nó ra rồi chan cái nước sốt lên nè. Bà Sáu mà bà gặp cái cảnh này một cái ha là bà chảy nước miếng hơn bằng lu luôn quá. Ta nói vừa chan cái nước sốt lên con tép đồng, nhìn nó ngon mà thèm chảy nước dãi theo bả luôn á. Rồi tôi cho mẹ của tôi hưởng thức con tép đồng trước nè. Đây là lần đầu tiên mẹ của tôi được ăn con này luôn á. Rồi bây giờ là tới tôi hưởng thức nè. Ta nói lần đầu tiên cầm nguyên con tép đồng siêu to, chấm vô cái nước sốt thái, cắn vô cái ta nói nó đã. Thịt của con tép đồng này rất là dai và thơm, còn cái nước sốt thái tôi làm ăn rất là cay luôn. Lần đầu làm thử món tôm càng xanh nướng sốt chanh dây. Hello mọi người nha, thì hôm nay nhận lặn lội xuống hầm của ông chút nữa nè. Ta nói với hầm của ông chút cái gì cũng có hết trơn là thiệt luôn á. Bữa nay là tôi lội xuống tôi bắt tôm càng xanh nữa nè. Mới có sáng sớm mà mấy ẻm tôm càng xanh lú đầu lên quá trời. Tôi mới thò tay tôi bắt qua tôi bắt lại, bắt một lần như là ba con không luôn á. Ta nói tôm gì đâu mà cái càng nó xanh lè mà bự chà bá, còn cái mình đó thì nó có chút xíu à. Bởi vì người ta gọi là tôm càng xanh là đúng rồi. Rồi đợi một xíu lên nhà là thành tôm càng đỏ luôn nè. Thì tôi thò tay tôi bắt hồi nãy giờ cũng được một đống tôm. Rồi bây giờ tôi đem lên trên nhà tôi chài tôi gỡ mấy con tôm nha. Xong rồi tôi mới chạy ra cái giàn sâm, tôi hái mấy cái trái chanh dây. Mấy trái chanh dây này nó chín hết trơn rồi mà mọc đùm vậy đó. Rồi tôi hái một sâu vô luôn. Rồi tôi mới chạy một mạch ra ngoài sau hè. Tôi cắt mấy trái chanh dây ra, tôi cắt một phần ở trên cuống không à, để mình chừa cái phần dưới để một hồi mình nhét con tôm vô mình nướng. Còn cái phần ngược của chanh dây thì tôi moi ra tôi bỏ vô tô, để một xíu mình đi làm cái nước sốt chanh dây. Rồi cái khúc này là tôi lấy mấy con tôm càng xanh tôi nhét vô cái trái chanh dây. Ở đây có 10 trái chanh dây là tôi nhét đủ 10 con nha. Ta nói mấy con tôm nhét vô vừa hính luôn á. Nhìn cái kiểu nó là lạ làm sao á, trông nó cũng đẹp mắt lắm. Rồi nhét mấy con tôm vô trái chanh dây xong, tôi mới tranh thủ tôi bỏ lên lửa than nướng luôn nha. Để tôm lên nướng hết trơn rồi tôi mới đi làm cái nước sốt. Tôi cho một cục bơ vô cái chảo nóng, rồi mới khử tỏi cho nó thơm. Rồi tôi mới đổ hết cái nước cốt chanh dây vào luôn. Xong rồi tôi mới nêm, tôi cho vô một tí xíu đường, một tí xíu bột ngọt, một tí xíu nước mắm, cuối cùng là một tí xíu tương ớt. Rồi tôi mới trộn đều lên và nấu cho nó sệt lại. Xay qua bên đây thì mấy con tôm tôi nướng nó chín đỏ ao hết trơn rồi. Tôi mới sốt cái nước sốt chanh dây lên luôn nha. Vừa chan cái nước sốt chanh dây lên làm xèo xèo đã lắm, mà nó còn lại thơm nực nồng nữa chứ. Ta nói cái mùi của chanh dây nó thơm gì đâu luôn á. Rồi mấy con tôm càng xanh nướng sốt chanh dây của tôi nướng cũng đã chín. Tôi mới gấp bỏ lên cái mâm nha. Và tôi chuẩn bị khu ra từng con cho mọi người xem nè. Ta nói nhìn nó đã gì đâu luôn á. Mấy con tôm thì nó chín đỏ ao, còn mấy trái chanh dây thì nó thơm cực kỳ luôn. Và bây giờ tôi xin mời tất cả mọi người hưởng thức cùng với tôi luôn nha. Lần đầu tôi ăn tôm nướng sốt chanh dây. Ta nói thịt của tôm càng xanh thì nó săn chắc lắm luôn. Còn cái nước sốt chanh dây thì khỏi bàn luôn nha. Ta nói cái nước sốt chanh dây nó chua chua, thơm thơm mặn mặn rất là vừa ăn. Cái nước sốt nó thấm vào hết con tôm luôn rồi. Cắn vào một cái ta nói nó đã. Và không biết ở đây mọi người có ai giống tôi không? Là cực kỳ thích ăn cái đầu tôm luôn á. Ta nói nó béo mà nó ngon nữa. Bột năng khuấy chấm với nước mắm mọi người đã từng ăn thử qua chưa? Hôm nay cùng nhọn làm ăn nha. Hello mọi người nha. Thì bữa nay tôi đi phơi nước mắm cho mẹ của tôi nữa nè. Nhà tôi á là mẹ của tôi hay nấu nước mắm lắm. Bữa nay tôi đem ra tôi phơi tiếp mẹ tôi. Cái tôi mới xin mẹ tôi một miếng nước mắm. Tôi vô tôi làm cái món này tôi ăn nữa. Hôm bữa là tôi có làm ăn rồi mà nó ngon quá. Bữa nay cái tôi thèm tôi làm ăn nữa nha. Tôi có chuẩn bị này một cái chảo, một tô bột năng với một gỗ rau sống và một chai nước mắm nấu của mẹ tôi. Rồi tôi mới cho bột năng vào cái chảo, xong cái tôi mới đổ nước vô. Cái tôi mới khuấy cho nó hòa tan ra trước. Lần trước tôi làm tôi không có biết, tôi đã lên lửa nóng tôi khuấy, cái nó bị quấn cục lại, người ta gọi là bị ốc trâu á. Tôi khuấy ở ngoài cho nó hòa tan xong hết rồi. Cái tôi mới để lên bếp lửa tôi khuấy tiếp. Tôi ngồi tôi khuấy hoài luôn. Là tôi khuấy cái nước bột nó từ màu trắng đục chuyển sang một cái màu trắng trong như thế này là được nha. Như vậy là hoàn thành cái món bột năng khuấy của mình rồi đó. Ta nói làm nó rất là đơn giản luôn mà ăn cực kỳ ngon luôn nha. Tôi khuấy cho cái bột năng nó chín xong rồi, xay qua tôi mới đi làm cái nước mắm để ăn cùng.
Tôi cho vào cái thau và tép tỏi với vài trái ớt, rồi tôi mới lấy cái chài đâm tươi tôi giã nhuyễn ra, xong rồi tôi cho vào 2 muỗng đường với 1 tí xíu nước cốt chanh. Cuối cùng là tôi cho cái nước mắm của mẹ tôi nấu vào, xong rồi tôi lấy cái muỗng tôi khuấy đều lên là tôi làm xong luôn cái phần nước mắm. Rồi cái khúc này là tôi lấy cái bột năng ra khỏi cái chảo. Ta nói nó dai nó dính quá trời luôn á. Thì cái món bột năng khuấy này mình sang cùng với rau sống và chấm với cái nước mắm mặn nha. Rồi tôi mới chan cái nước mắm mặn lên nè. Ta nói cái khúc này nhìn nó ngon ghê luôn á. Rồi tôi mời tất cả mọi người cùng với tôi luôn nha. Ta nói cái bột năng khuấy nó cực kỳ dai luôn á. Kéo lên hoài nó không có đứt, mà bỏ vô họng nhai cũng không có đứt luôn. Nhưng mà được một cái là ăn rất là ngon. Cái bột năng khuấy nó thơm thơm, dẻo dẻo, dai dai, cộng thêm chấm với cái nước mắm mặn, kẹp thêm vài cọng rau sống. Ta nói ăn nó ngon như cái nách luôn á nha. Cua biển gan me mọi người đã từng ăn thử qua chưa? Hôm nay cùng nhận thưởng thức nha. Hello mọi người nha, thì hôm nay tôi với đệ tôi xuống hầm của ông chút nữa. Hồi sáng đệ tôi có chạy ngang dầm dầm xuống là tôi nghi lắm rồi. Ông giấu cái gì ở dưới đây nè. Rồi tôi mới thò tay xuống tôi lụm lên. Tôi với đệ tôi chạy riết về liền. Rồi tôi mới thò tay vô hiêm cái nữa. Bắt ra được 3 con cua biển ông để trong cái gọng. Thánh thằng ơi, cua biển mà ông gọng ở nước ngọt. Tôi lại ông chút tôi thiệt chứ. Rồi thì 3 con cua tôi lấy ra tôi rửa cho nó sạch. Rồi tôi cho nó vô cái rửng tôi hấp trước nha. Xay qua tôi mới bắt cái chảo lên. Tôi quýnh vô một cục bơ. Rồi mới để tối băm vô khử cho nó thơm. Tiếp đến là tôi cho nước cốt me vô nha. Rồi thêm 1 tí nước mắm, 2 muỗng đường, 1 tí xíu bột ngọt với thêm 1 tí xíu nước lạnh nữa nha. Rồi cuối cùng là cho tương ớt vô cho nó có cái màu đẹp đẹp nha. Rồi mình sẽ nấu cho cái nước sốt mình nó sệt lại như vậy là được rồi đó. Rồi tôi mới để 3 con cua mới luộc hồi nãy vô. Tôi sẽ xào chung luôn nha cho nó thấm vô cua, như vậy ăn nó mới ngon. Rồi tôi mới ngồi tôi xào qua xào lại thêm 1 chút xíu nữa cho cái phần nước sốt me của mình nó sệt lại luôn nha và thấm vô con cua nhiều hơn nữa. Rồi như vậy là xong cái món cua biển gan me của tôi rồi đó. Mọi người nhìn thấy có mờ lem chưa? Ta nói cái mùi của con cua nè, gan me lên nó đỏ ao luôn á nha. Rồi bây giờ tôi mời tất cả mọi người cùng với tôi luôn nha. Mọi người coi nhận cầm nguyên con cua cắn vào một cái nè. Ta nói nó đã gì đâu, nhai nó giòn gập gập luôn á. Tiếc một cái là gần ngày gầm rồi cho nên là cua nó không có nhiều gạch, với lại nó cũng ốm nữa. Nhưng mà được cái mình gan me lên ăn nó cực kỳ ngon luôn nha. Nhận nói thiệt cái món này mà ăn với cơm ha là coi chừng ăn hết nồi cơm luôn đó nha.